đẳng cấp của team NTN nó phải thế hiểu không đấy. Ủa xe này phê không? Em tay rất là sóc nít. Hello, xin chào các bạn. Thì có thể từ nãy đến giờ các bạn đã xem qua được một vài hình ảnh của team NTN trong vòng một năm qua. Nhưng mà hiện tại thì là không còn ai ngồi ở đây cùng với tôi nữa, không còn ai cả, mà chỉ còn duy nhất một mình tôi, NTN. Tất cả đã đi xa mãi rồi và không bao giờ quay trở lại nữa. Tôi cũng không cho phép họ quay trở lại trong team NTN nữa, bởi vì đây là quyết định của tôi. Và khi tôi quyết định thì không bao giờ có cái đường rút lui cả. Ok. Thì có thể rất là nhiều bạn đang thắc mắc là không biết lý do tại sao tôi lại quyết định cho tất cả mọi người ra khỏi team. Thì đây là câu hỏi của rất là nhiều bạn, cũng như là hôm nay tôi sẽ trả lời cho các bạn đỡ thắc mắc và tò mò hơn. Tất cả những cái gì đó nó xảy ra đều có một cái lý do cả, không phải tự nhiên nó xảy ra được. Đó, các bạn sẽ hiểu đơn giản là như thế. Và đây là một quyết định đối với tôi thật sự là rất là khó khăn, cũng như là thấy rất là buồn khi mà cho anh em ra khỏi team. Nhưng mà tôi vẫn là quyết định, tôi vẫn là quyết định, bởi vì là tính tôi quyết đoán, nói là làm. Và trước khi làm thì tôi đã phải suy nghĩ rất là lâu, mất khoảng 2-3 tháng. Trong thời gian 2-3 tháng tôi suy nghĩ thì tôi đã xem cái cách anh em sống với nhau và làm việc với nhau như thế nào. Nhưng mà cuối cùng thì câu trả lời nó vẫn là không được. Nên là tôi mới quyết định cho ra khỏi team. Bởi vì là khi mà anh em sống với nhau ấy mà không hòa đồng, không hòa thuận, rồi là không để lại cho nhau được một cái ấn tượng gì đó, mà toàn để lại cho nhau được một cái gì đó ác cảm, là tôi đã không thích rồi. Tôi muốn tạo dựng lên một cái team hoàn toàn trong đấy là một tình cảm. Tình cảm là nhiều, và nhìn nhau, giúp đỡ nhau là nhiều, chứ không phải là một cái team mà suốt ngày chỉ nhìn nhau, ganh tị nhau, rồi là nhìn nhau với một ánh mắt nó xa lạ. Đó. Thì tất cả cái gì xảy ra trong team thì chỉ trong team tôi hiểu được. Ok. Và tôi không muốn nói ra, nhưng mà tôi chỉ muốn nói là tất cả cái khu mà ở trong team của anh ấy, mà xem được clip này, các chú nhìn lại bản thân, nhìn lại bản thân và hành động của nhau khi mà đối xử với nhau. Đấy. Thằng cô nào mà đối xử, thằng cô nào mà chửi thằng cô nào mà ghét thằng cô nào, mà định đánh thằng cô nào đấy. Đấy đấy, tất cả các chú nhìn lại bản thân nhau. Anh không muốn có một cái team mà suốt ngày các chú chỉ kiểu là ganh tị nhau, rồi là ghét nhau, rồi là chỉ muốn đánh nhau. Đấy, đơn giản thế thôi. Nên là đó là lý do mà tôi cho tất cả mọi người ra khỏi team. Còn rất là nhiều lý do khác mà tôi không muốn nói, bởi vì là tôi không muốn gây ảnh hưởng xấu đến tất cả thành viên trong team. Và tôi cũng không muốn nhắc tên của mọi người trong team đây để tránh hiểu lầm. Ok, tôi chỉ muốn nói qua như thế thôi. Thì là đó là lý do mà tôi đã cho tất cả mọi người ra khỏi team, ở cái team mà tôi cảm thấy là thành lập lâu nhất từ trước đến giờ, được hơn một năm. Và tôi cảm thấy rất là buồn. Buồn nhưng mà thôi, phải quyết định rồi. Tôi quyết định rồi, chấp nhận thôi. Tất cả mọi thứ tôi quyết định rồi là phải chấp nhận thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Bởi vì là khi mà tôi quyết định ra, tôi nghĩ nó luôn là đúng đắn, không có một cái gì đó gọi sai. Và trước khi quyết định thì tôi đã cho rất là nhiều cơ hội rồi, nhưng mà mọi người không thể hiểu được. Mọi người không bao giờ hiểu được, bởi vì là tính của mọi người vẫn còn trẻ con rất là nhiều. Đó. Thì đó là cái tin thứ ba. Và các bạn có thể hiểu theo cái lý do gì các bạn. Cái gì nó có cái lý do đó thôi. Nó phải có một cái lý do nào đó mà thật sự để cho tôi cảm thấy là tôi không còn muốn tồn tại cái team đấy nữa, thì tôi mới phải chia rẽ ra. Chứ còn nếu mà nó có một cái gì đấy mà vẫn còn lưu luyến tôi, chắc chắn là không bao giờ tôi làm cái điều đó. Nhưng mà họ cho tôi cảm thấy được là cái team này không nên tồn tại, nên là tôi quyết định tách cái team đó ra. Đó là cái lý do của tôi. Và đó là tất cả cái gì mà tôi cho bạn hiểu. Thì là từ trước đến giờ, từ cái lúc mà tôi bắt đầu làm YouTube đến giờ, từ năm 2014 bắt đầu làm YouTube, thì là tôi cũng đã thành lập rất là nhiều team cho đến hiện tại. Không phải nhiều đâu, được 3 team thôi. Team này là team thứ 3. Team đầu tiên là cái team mà tôi mới làm YouTube được khoảng tầm 2 tháng, bắt đầu tôi thành lập cái team đấy. Thì team đấy thì nó tồn tại được khoảng 1 ngày, à không, đến 1 ngày đâu, team đấy thì thành lập được rất là nhanh, được khoảng tầm 1 tiếng hoặc là 30 phút gì đấy. Không đến 30 phút đâu, cũng được khoảng 15 phút. Thì là cái team đấy là team đầu tiên, cũng rất là đông luôn, 6 người đến hợp tác cùng với tôi, rồi là ngồi nói chuyện chém gió cà phê được khoảng 15 phút. Nhưng mà cuối cùng là không đi chung một quan điểm, không cùng một mục tiêu, mục đích. Nên là tôi đã stop, không cần hợp tác gì cả, anh em về tự làm.
Bởi vì là cái suy nghĩ của tất cả cái người mà trong cái lần họp hôm đấy đều có một cái suy nghĩ là tao muốn làm chủ, tao muốn đứng đầu, tao muốn chỉ đạo tất cả chúng mày. Chúng mày phải đứng dưới làm nhân viên cho tao. Trong khi đấy, 6 cái ông đấy ngồi đấy, xin lỗi nhé, xin lỗi 6 bạn mà thời gian đó ngồi cùng với tôi. Có thể các bạn xem lại clip này, các bạn nên nhìn nhận ra cái hành động của các bạn, cũng như các bạn nên hiểu ra vấn đề hơn. Bởi vì là tất cả cái gì tôi nói hôm nay ở đây là tất cả cái gì mà hôm đó tôi không dám nói. Không phải là không dám nói bởi vì tôi không thích nói, nhưng mà hôm nay tôi phải nói. Bởi vì các bạn luôn có một cái suy nghĩ các bạn là người giỏi nhất, nhưng mà thật sự các bạn không có một cái gì cả. Tôi lúc đấy là tôi là người am hiểu YouTube nhất thời đấy thôi. À, 2 tháng học, 2 tháng làm YouTube, một cái kênh YouTube của tôi là đạt được là khoảng 30.000 sub. Lúc đấy là trong 6 người đấy thì tôi là người có tiếng nói nhất, tôi là người có cái gì đó nhất. Tức là tôi có một kênh YouTube có 30.000 người theo dõi. Đấy. Còn tất cả 6 người kia thì chưa có một cái gì ở trên YouTube cả. Nhưng mà lúc nào vừa vào phát thì thôi mày để tao đi, mày để tao, tao biết cái này, tao biết cái này, để tao đứng đầu cái gì đấy. Tôi cảm thấy nó nghe mấy ông nói chuyện nó rất là thấy chán. Bởi vì là một cái tập thể làm việc phải lắng nghe nhau. Đây cứ giành nhau đòi lên làm bố, đòi lên làm người đứng đầu, gọi thẳng ra trưởng nhóm đấy. Đấy, phải lắng nghe nhau thì mới làm được việc. Cuối cùng là tôi thấy là tất cả mấy ông đấy là chả ai lắng nghe ai cả, mà lúc nào cũng chỉ muốn là vùi dầm người khác thôi, chỉ muốn chỉ đạo thôi. Nên là tôi đã stop ngay từ cái phút giây 15 phút đấy. Không hợp tác gì nữa, về tự làm. Chứ là không cái kiểu mà vừa đến hợp tác mà cái kiểu ngồi cãi nhau loạn xạ cả lên. Đấy là cái team đầu tiên, là cái team trẻ trâu nhất, chắc là đợt đấy là trẻ trâu nhất. Bởi vì là lúc đấy là tôi có khoảng 19 tuổi, 19 hay 20, tôi lúc đấy là 20 tuổi. Lúc đấy tôi cũng 20 tuổi thôi, cũng thuộc cái dạng trẻ trâu, đâm ra tất cả anh em đều trẻ trâu rồi. Cuối cùng là ngồi bàn thành câu chuyện rất là trẻ trâu luôn. Và cuối cùng là cái team đấy thành lập được 15 phút, chả hầu như là không thành lập được luôn. Lúc đấy chỉ là đang ở trong cái giai đoạn mà ngồi nói chuyện nhau thôi. Đấy. Tiếp theo thì là cái team thứ hai, là cái team thành lập được khoảng 2 tháng. Là khi đấy mà tôi lên trên Hà Nội thành lập một cái team, thì có thể rất là nhiều bạn theo dõi tôi, các bạn biết cái team đấy là ai. Team đấy chúng tôi lên Hà Nội thì là cũng ngồi cà phê rồi chém gió rồi là đi đến mục tiêu. Thì lúc đấy là tất cả mọi người cũng rất là hiểu ý nhau, rồi là bầu ra tôi làm trưởng nhóm. Bởi vì là tôi am hiểu YouTube rất là nhiều, tôi có kinh nghiệm YouTube rất là lâu rồi, và có thể là hướng dẫn anh em nhiều cái hơn. Nên là tôi cũng cảm thấy rất là vui khi mà được làm trưởng nhóm. Thì là chính vì cái trưởng nhóm đấy, đâm ra là tôi có một cái suy nghĩ rất là kiểu là trẻ trâu. Lúc đấy cũng vẫn là rất là trẻ trâu, thì là nghĩ ra được một cái kịch bản rất là ngớ ngẩn, và tất cả anh em trong team cũng ngớ ngẩn theo, cũng ủng hộ theo. Đâm ra tôi phải làm. Đó chính là đợt đấy là bọn tôi, thứ nhất là thiếu hiểu biết về pháp luật, thứ hai là kiểu nông nổi, thứ ba là thích thể hiện bản thân và thích làm một cái gì đó, cũng như là nói chung là nó cũng chỉ vì kiếm miếng cơm manh áo thôi, cũng chỉ vì đam mê thôi. Thì là chúng tôi đã mắc một sai lầm, đó chính là làm một clip chôn bom đường phố, cầm cái quả bom giả bằng giấy ra ngoài đường đi chôn ấy. Đấy thì là dính một cái sai lầm đấy, nên là chúng tôi tất cả team, cả nhóm bị gọi lên trên phường, gọi lên trên công an, mà đợt đấy không phải là phường đâu nhé, gọi hẳn lên trên bộ công an luôn, lên trên đấy giải quyết. Thì là về sau là lên trên đấy thì là giải quyết xong rồi. Thì là đến bây giờ, hiện tại bây giờ thì là cũng chỉ còn một mình tôi thôi. Cái team đấy thì sau cái vụ đấy thì đã tan rã, không còn một ai cả, không còn một ai cả, cũng tan hết. Chỉ vì lý do sợ, sợ, tất cả sợ. Có mỗi mình tôi thôi, về sau chia rẽ là tôi bắt buộc tôi phải về quê. Các bạn nhìn cách họ đối xử với tôi, tất cả mọi người trong team đối xử với tôi như thế nào. Tôi chỉ là một con rối, tôi chỉ là một cái người nâng đỡ, giúp đỡ tất cả mọi người. Và cuối cùng tôi nhận được cái gì? Tôi chả nhận được một cái gì cả, ngoài cái cách họ nhìn tôi là một thằng đều. Đấy. Nên tôi cảm thấy rất là buồn. Không, tôi không buồn, tôi cảm thấy nó rất là bình thường. Coi như là những cái gì tôi giúp đỡ, tôi cho đi và tôi không cần nhận lại. Ok. Đó là cái team thứ hai. Sau khi mà dính cái vụ chôn bom, một thời gian họ bắt đầu họ quay lưng với tôi, họ nói xấu tôi, chỉ trích tôi các kiểu. Đấy, đơn giản thế thôi. Và cái team thứ ba thì nó cũng gần như là nó như vậy, nhưng mà nó có một cái gì đó nó tốt đẹp hơn thì chúng tôi mới tồn tại được lâu. Nhưng mà cuối cùng thì là không phải là lâu mà là tất cả. Cũng đến một thời gian như ngày hôm nay nó đã lụi tàn. Bởi vì là tất cả anh em trong team không hiểu nhau, không đồng quan điểm,
không đi chung cùng mục tiêu, mục đích. Đó. Nên là tất cả tan rã. Ai cũng có một cái suy nghĩ là muốn độc lập một mình. Tôi không hiểu tại sao tất cả mọi người trong team lúc nào có một cái suy nghĩ là tôi muốn làm việc độc lập một mình, trong khi không muốn hợp sức lại làm việc cùng với nhau để có một cái hiệu quả nó tốt hơn. Đấy, đấy là một cái tôi rất là thất vọng. Trong cái suy nghĩ của tôi lúc nào tôi muốn tất cả mọi người đều hợp tác hợp sức vào với nhau để làm việc. Giống kiểu là một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại nên hòn núi cao. Đó là tất cả cái gì mà tôi muốn. Nhưng mà mọi người đều không hiểu ý tôi. Mọi người đều muốn tự làm một mình, tự muốn làm chủ của mình. Đó. Đó là một cái mà tôi cảm thấy mà dường như không có một ai hiểu tôi. Nên là tôi bắt buộc tôi phải chia rẽ tất cả ra. Tôi sẽ làm một mình. Bởi vì mọi người không hiểu ý tôi. Tôi luôn luôn muốn hợp mọi người lại làm với nhau. Nhưng mà mọi người làm cùng với nhau thì mọi người xảy ra rất là nhiều cái. Đâm ra đó là một cái lý do mà tôi đã cho tất cả mọi người ra khỏi team từ trước đến giờ, tất cả các lần thành lập team. Đó là tất cả cái gì mà tôi muốn các bạn hiểu. Tôi kể lại tất cả mọi thứ để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn, hiểu rõ hơn tất cả mọi thứ. Và có lẽ là tôi chẳng có gì nói cả, chỉ muốn nói qua như thế thôi để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Ok. Và có lẽ là không còn gì để nói nữa. Ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi.